các xã miền núi dọc theo tuyến biên giới Việt Lào thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, từ bao đời là địa bàn sinh sống của đồng bào Vân Kiều Pa Co. Nơi đây, tình trạng tảo hôn vẫn còn xảy ra phổ biến, mà trẻ em gái vị thành niên chính là đối tượng phải chịu rất nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Hệ lụy của tình trạng trên không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân các em, mà còn để lại hậu quả lâu dài về chất lượng dân số và các vấn đề kinh tế, xã hội của địa phương. Các em sau khi lấy chồng sớm, vừa phải làm mẹ, vừa là lao động chính trong mỗi gia đình. Dẫu đang mang thai và sắp đến kỳ sinh nở, nhưng những bà mẹ trẻ vẫn không hề được nghỉ ngơi. Đây là chị ta, chị dâu của em. Chị lấy chồng bằng tuổi em, cơ 16 tuổi. Đây là con đầu của chị. Em lấy chồng được 2 năm rưỡi, chưa đang dự định sinh con thứ hai. Ở với bố mẹ là em sống rất sung sướng. Muốn gì được nấy rồi lấy chồng thì hai vợ chồng xong chân tựa vào nhau. Cuộc sống khó khăn. Chị Trang không phải là trường hợp cá biệt. Chúng ta hãy cùng nghe em Hồ Thị Liên chia sẻ về những câu chuyện mà em chứng kiến. Em có một người bạn thân. Thường thì bạn em hay chơi với nhau rất thân. Ngày mô bạn cũng qua nhà em chơi. Nhưng từ khi bạn có người yêu, bạn ít khi qua nhà, tâm sự với em cũng ít. Có một lần bạn nói người yêu của bạn xin làm chuyện ấy, nhưng bạn không chịu, thì người yêu ép bạn bỏ. Bạn cũng tâm sự không biết phải làm thế nào. Hồi đó em cũng chả biết nói gì với bạn. Sau một thời gian gặp lại bạn, bạn có tâm sự và bạn có thai ngoài ý muốn. Bạn cũng không biết phải làm gì. Bạn đành phải bỏ học đi lấy chồng. Lấy chồng nhưng người yêu bạn biết bạn có thai nên không đi bỏ cuộc mà để bạn tự động về nhà người yêu. Sau khi ở được một tháng, bạn sinh con. Sinh con bạn được 2 ngày thì mất vì đẻ non. Bạn ngày nào cũng khóc, bạn buồn, tâm trạng trầm cảm. Bạn có gặp em, tâm sự với em đủ thứ. Bạn nói em phải cố gắng học, đừng để bản thân giống như bạn. Em có một người chị gái, hàng ngày chị sống rất hòa đồng với bọn em, thương bọn em lắm. Sau một thời gian chị có người yêu, chị khác đi hẳn. Ngày nào em cũng thấy chị đi chơi. Được một thời gian thì chị nói có thai ngoài ý muốn, chị phải bỏ học lấy chồng. Sau khi lấy chồng, cuộc sống của chị rất khổ. Chị có thai gần sinh nhưng chị vẫn phải đi làm. Chị mang thai được có 7 tháng mà sinh rồi, chị sinh con chị mất. Trước thực trạng trên, Tổ chức Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam đã triển khai thí điểm dự án can thiệp ở hai xã A Túc và A Sinh. Dự án vừa trực tiếp bồi dưỡng kiến thức về sức khỏe sinh sản và tình dục vị thành niên cho các em, đồng thời hướng dẫn các em các phương pháp truyền thông sáng tạo như kịch bỏng mờ, múa rối, làm phim để trao đổi với người dân và các nhóm thanh thiếu niên về vấn đề mà các em quan tâm và cùng chia sẻ thông tin thông qua mạng xã hội. Sau một thời gian thực hiện, dự án không chỉ tác động tích cực đến nhận thức của các em mà còn được cộng đồng đánh giá tích cực. Sau khi tham gia tập huấn sức khỏe sinh sản vị thành niên, em lại nghĩ đến hai câu chuyện của bạn em và chị em. Em cũng rút ra được một bài học là cho dù mình có người yêu thì mình cũng phải gắng học tập, phải gắng học đủ tuổi mới được lấy chồng. Tuổi như bọn em lấy chồng, sinh con rồi đẻ non, con mất, ai cũng buồn. Về lại, cho dù người yêu xin làm mẹ chuyện ấy thì mình cũng có những biện pháp khác nhau như có thể dùng bao cao su hoặc là có thể uống viên tránh thai khẩn cấp. Em cũng khuyên tất cả bạn bè cũng nên thay đổi giống như em, có suy nghĩ như thế, vì nếu mà lấy chồng sớm thì chúng ta khổ phải ai khổ. Ra ở đây thì bên trạm y tế người ta cũng có cung cấp và phát bao cao su, nhưng mà tâm lý của người dân trước đây thì rất là e ngại. Thì qua việc đó mà chúng em thành lập một cái nhóm và phân phối cái bao cao su
từng thôn, từng bản làng. Và cái việc đấy cũng có rất là nhiều người tham gia, trong đó có các bạn nữ cũng rất là nhiệt tình. Và cái việc đấy nó mang lại hiệu quả rất là bất ngờ. Đó là nhiều người đã chủ động tới và sử dụng nó hiệu quả hơn. Huyện miền núi Hướng Hóa có dân số 86,2 nghìn người, trong đó chiếm khoảng 50% là đồng bào Paco và Vân Kiều. Người dân vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ với các dịch vụ giáo dục và y tế có chất lượng. Cuộc sống vẫn còn không ít khó khăn. Trong khi theo một khảo sát gần đây cho thấy, có đến 56% trẻ vị thành niên quan hệ tình dục trước tuổi 16 và có 14% trẻ em gái có thai ngoài ý muốn. Từ những kết quả can thiệp tại hai xã A Sinh và A Túc, Tổ chức Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam đang có kế hoạch sẽ thành lập quỹ hỗ trợ trẻ em gái vị thành niên dân tộc thiểu số ở Hướng Hóa nhằm góp phần giải quyết các vấn đề về sức khỏe sinh sản và tình dục vị thành niên cho các em ở tất cả 11 xã biên giới trên địa bàn. Mục đích sử dụng cho các hoạt động truyền thông, xây dựng kỹ năng sống, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, cấp học bổng, hỗ trợ vật chất thiết yếu và hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế cho các gia đình trẻ em gái vị thành niên có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó mở ra cơ hội để các em không chỉ giữ vai trò tích cực và chủ động trong việc giải quyết các vấn đề của chính mình, mà còn góp phần vào sự phát triển chung của cả cộng đồng.